quá ghê gớm. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Nhân tiện thì mở đầu video này, chúng ta sẽ điểm nhanh chương trình khuyến mãi sớm thế hệ iPhone 14 series đang diễn ra tại ClickBuy với phần quà dành cho anh em lên đến hàng triệu đồng mà anh em có thể tham khảo ngay tại tất cả hệ thống ClickBuy trên toàn quốc. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Max Skill và đến với video điêu khủng đầu tiên của tháng này. Chúng ta sẽ đến với một số sản phẩm tương đối hay ho mà mình nghĩ là nhiều anh em sẽ quan tâm. Bây giờ thì chúng ta đã qua cái thời người người nhà nhà học online, rồi thì mua đào coi bằng châu cũng đã kết thúc. Nên được cái là các linh kiện hay là đồ điện tử bây giờ cũng không còn quá đắt đỏ như ngày trước nữa. Đặc biệt là các mặt hàng như là PC, laptop chơi game vân vân đều đã khá dễ mua. Ví dụ như trong video này chúng ta sẽ cùng đến với một combo hay ho bao gồm đồng hồ thông minh, mini PC chơi game và laptop chơi game giá rẻ cho anh em ăn chơi nhảy múa những ngày mưa bão này. Tầm giá thì cũng rất rẻ mà thôi, chỉ loanh quanh là từ vài trăm ngàn đồng đến 3 đến 4 triệu đồng là ăn được rồi. Và mình đảm bảo nó sẽ rất đáng giá luôn để mà sống sót qua mùa suy thoái kinh tế này. Bắt đầu nha. Đầu tiên là chiếc đồng hồ đếm ngược thông minh TickTime Q. Với trào lưu luyện tập gym, yoga hay là thể dục dưỡng sinh để giảm cân đang nở rộ như hiện nay thì nhu cầu kiểm soát cân nặng và theo dõi thông tin sức khỏe đang ngày được mọi người chú trọng. Đặc biệt là đối với các chị em vận động viên điền kinh, gymmer hay là các hảo hán yoga thì việc đo thời gian trong các bài tập của mình để tính ra lượng calo đã đốt cháy là hoàn toàn cần thiết. TickTime có thể coi như là một giải pháp hiệu quả để thay thế chiếc đồng hồ bấm giờ với phong cách điều khiển thân thiện, khác biệt nhưng mà rất sáng tạo. Phiên bản TickTime đầu tiên ra mắt vào năm ngoái với thiết kế 6 cạnh nổi tiếng đã trở thành một trong những dự án đồng hồ thông minh đếm ngược được gọi vốn nhiều nhất trong lịch sử trang web Kickstarter. Và đến bây giờ, nhà sản xuất đã sẵn sàng ra mắt thế hệ tiếp theo mang tên là TickTime Q với điểm nhấn là thay thế thiết kế 6 cạnh thành hình lập phương cùng nhiều màu sắc tùy chọn cho dáng vẻ trẻ trung năng động hơn. Điểm nhấn chính về tính năng của chiếc đồng hồ này là khả năng đếm ngược mọi lúc mọi nơi. TickTime Q có 4 chế độ đếm ngược thời gian được cài đặt mặc định là 1, 3, 5 và 10 phút được bố trí ở 4 mặt của máy. Muốn lựa chọn thời gian nào, bạn chỉ cần lật úp mặt lệnh tương ứng là màn hình điện tử ở trước hoặc là sau máy sẽ bắt đầu nhận lệnh để đếm ngược ngay lập tức. Bên cạnh đó thì để xứng đáng là một phiên bản nâng cấp, nhà sản xuất cũng đem đến một trong những cải tiến lớn nhất mà TickTime Q có được hiện nay là điều khiển đếm ngược tùy chỉnh thông qua nút cảm ứng ngay trên mặt đồng hồ với số thời gian đếm ngược tối đa lên đến 60 phút. Trong khi đó thì các nút chức năng chính cũng được bố trí ngay ở mặt trước đồng hồ để anh em tiện điều khiển như là một giáo viên thể dục thực sự. TickTime Q hiện đã có mặt trên trang web gọi vốn Kickstarter với giá bán khá ưu đãi, chỉ từ vài trăm ngàn đồng. Có lẽ là không quá đắt và phù hợp với các anh em gamer mạnh mẽ thích màu hồng. Thứ hai là con laptop Median Ayoka D15D. Đây là một con laptop khá tâm đắc mà kênh này ngắm được trên chợ rời. Với tầm giá loanh quanh là từ 3 đến 4 triệu thì con laptop này sẽ có giá trị xử lý khá là ngon nghề. Nói một chút về thương hiệu Median thì đây là nhãn hiệu laptop OEM được sản xuất bởi Begatron, một trong những OEM lắp ráp iPhone, MacBook lớn nhất thế giới hiện nay, nên là anh em cũng không cần phải quá lo lắng về chất lượng thương hiệu ít tên tuổi đâu. Hoặc là anh em thích kiểu phông bạt hơn thì có lẽ có một cái tên khác là Casper, tức nổi tiếng ở nước ta với giải sản phẩm gia dụng giá rẻ như là điều hòa, tủ lạnh, máy giặt vân vân. Nhưng laptop Casper cũng là của Begatron sản xuất và chung nhau cấu hình luôn. Ví dụ như trong video này sẽ là một mẫu laptop Casper chung cấu hình với chiếc Median Ayoka D15D. Giống hệt nhau từ vỏ bên ngoài đến ruột bên trong và chỉ khác mỗi cái logo đóng vào. Về cơ bản thì đây chính là một con laptop giá rẻ có cấu hình cao nhất tầm giá từ 3 đến 4 củ mà anh em có thể chơi được game luôn. Phần cứng xử lý bao gồm con chip Core i7 5500U hoặc là Core i5 6200U 2x4 luồng xung nhịp là 2.8 đến 3.8 GHz, VGA rời NVDA GeForce 940M 2GB GDDR5 kết hợp với dung lượng RAM là DDR3 từ 4GB đến 12GB và ổ SSD là 128GB SATA cho hiệu năng tổng thể phải nói là khá mượt mà và ngon cây. Anh em edit video, làm ảnh hay là chơi Genshin Impact, Liên Minh, CSGO, Dota ở độ phân giải HD trên màn hình 15,6 inch 1366x768 của con máy này là không phải nghi ngờ, khá ngon luôn. Vì là laptop thế hệ cũ nên điểm tốt là con hàng này giữ lại rất nhiều tiêu chuẩn cổng kết nối phù hợp để xài trong điều kiện trường học như là HDMI, VGA, USB 2.0, 3.0 đầy đủ, webcam HD, Wi-Fi kết nối tốt, đủ để anh em họp Zoom không sợ lag hay là giật hình. Dĩ nhiên, điểm yếu của con laptop này thì cũng có như là thời lượng pin thấp hơn tiêu chuẩn bây giờ, chỉ loanh quanh từ 2 đến 3 tiếng thôi, nhưng cũng đủ để anh em làm việc ở hết buổi sáng mới phải cắm sạc rồi. Và thứ ba là chiếc mini PC Lenovo ThinkCentre M715Q. Với giá bán hiện tại loanh quanh là từ 2 đến 3 củ tùy cấu hình thì chiếc máy tính mini hướng đến doanh nghiệp của Lenovo
cũng sẽ là một đề cử của mình tới anh em thích nhỏ gọn, hiệu năng ngon lành cành đào và nhất là chơi game được. Chiếc Lenovo ThinkCentre M715Q là một con mini PC mà theo mình rất ngon lành với thiết kế nhỏ gọn, với dung tích chuẩn Tiny PC 1 lít, tức là anh em đút túi đựng iPad cầm đi đều thoải mái. Cấu hình của con mini PC này cơ bản gồm một thanh RAM 4GB DDR4, có thể nâng lên là 32GB, ổ cứng SSD SATA 128GB, chip xử lý là AMD A10-8770E với 4 nhân 2.8-3.5GHz, cùng các đồ họa tích hợp Radeon R7 512MB 4GB. Đây là phần cứng xử lý đủ mạnh để cân mượt Genshin Impact ở cấu hình từ trung bình đến thấp ở độ phân giải là HD. Cùng với đó là con chip A10-8770E, cũng là một con chip rất ổn để cắm chạy 24/7. Do được định danh là dòng Pro hướng đến thị trường doanh nghiệp của AMD, nó có năng lực xử lý tương đương các con chip Core i5 thế hệ thứ 6 của Intel và phù hợp để các anh em làm nhiều trò con bò khác như là dựng video, edit Photoshop cơ bản đều được. Các cổng kết nối của con mini PC này cũng khá là dư giả với 6 cổng USB, trong đó có cả cổng Always On để anh em cắm sạc điện thoại kể cả khi máy đã tắt, cổng DisplayPort có thể xuất hình 4K ăn chơi ngon luôn. Nói chung là rất đầy đủ. Và vừa rồi thì là một vài những cái món đồ công nghệ trong tầm giá khá là rẻ mà anh em có thể cân nhắc mua về để làm việc, học tập hay là chơi nghịch ngợm mày mò gì đó đều được. Không biết là anh em cảm thấy ưng ý với sản phẩm nào nhất, hãy để lại comment để cho bọn mình biết nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.